Đây là con đường đi vào thác Resac. Hiện nay thời tiết trong mùa nắng nên khung cảnh hai bên đường rất là đẹp. Bắt đầu chúng ta đã nghe được tiếng thác rồi. Vào mùa mưa, con đường mình đi có thể bị ngập. Đây là những tán cây cổ thụ trong của khu vực thác Resac. Này, thác dần dần lộ ra. Hôm nay cũng đang có một vài du khách đang tập trung trước thác ở đây. Đây, các quý vị, mình đã tới khu của thác Resac, có nghĩa là thác khói. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác là thác chồng, còn thác nữa gọi đó là thác Renu. Đây, do hiện nay thượng nguồn có với công trình thủy điện bên này khác không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ đứng qua bên kia luôn. Qua đây các bạn, qua đây đẹp hơn. Hôm nay rất là tốt.